Rồi chị để xài nguyên liệu xuống đi. Còn đây là trứng nè, để bánh tráng xuống đi Tiên. Dạ. Đây, quá trời bánh tráng luôn nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình chào các bạn đi. Chào bạn. Chị trở lại kênh của mình. Thầy Phương ơi, chị khỏi nói đi, là em biết hôm nay chị làm món gì rồi. Em thấy cái sợi nguyên liệu là em biết rồi chứ Phương. Món gì là món ơi? Bánh tráng nướng không chị Phương? Tào lao không? Không có phải là bánh tráng nướng đâu. Mà cái món này á, gần giống như vậy á Tiên. Đó chính là món pizza bánh tráng nha bạn. Hồi đó giờ chị nghe bánh tráng nướng không? Lần đầu tiên nghe pizza bánh tráng á. Đâu Phương làm mẹ thứ rồi Phương, coi nó ăn ngon không? Dạ. Nhưng mà đặc biệt là hôm nay các bạn, mình làm pizza bánh tráng á, thường thường người ta sẽ làm cỡ này nè. Nhưng mà hôm nay á, mình bán cho khách hàng của mình á là cỡ này nha các bạn. Trời ơi, cái gì mà bự dữ vậy? Cái này á là pizza bánh tráng khổng lồ này nha. Đây. Bự hơn mặt luôn Phương. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào làm thôi. Đây là nguyên liệu để mình làm món pizza bánh tráng nha các bạn. Thì gồm có xúc xích nè, rất là nhiều luôn nha. Ngoài ra mình còn có thanh cua nè các bạn. Rồi phô mai, mayonnaise. Cái này là con guốc nè, hành lá, hành phi. Cái này bơ thực vật này nha các bạn. Còn bên này đó chính là trứng nè. Thì mình gồm có trứng gà, để trứng cút này nha. Cái này là không thể thiếu luôn á. Bên đây là bánh tráng các bạn, nguyên liệu chính cho ngày hôm nay. Ok, bây giờ mình sẽ bắt tay vào để mình làm thôi. Bước đầu tiên á, thì mình cần để con guốc ra hành phi vào những cái hộp này nha. Đây để đi Phương ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt xúc xích lại phô mai nha các bạn. Rồi, để chị cắt xúc xích cho Phương. Dạ, vậy thì mình sẽ cắt phô mai với lại hành cua nha. Rồi, để đây. Nguyên liệu á để mình làm món pizza bánh tráng mình đã chuẩn bị sẵn sàng nè các bạn. Bây giờ mấy chị em mình á sẽ chuẩn bị than nha. Khi nào có than thì bắt đầu mình sẽ nướng bánh tráng để mình làm pizza nha các bạn. Rồi đi thôi nè chị Thảo. Ơi đi bên chung với chị Phương. Đi nè Tiên. Chị Thảo ơi, lửa này xíu nữa mình nướng được rồi đó. Chị thấy than cũng sắp đỏ hết rồi đó. Dạ. Chị Phương ơi, than được rồi nè, nướng được rồi đó. Ok, đợi chút xíu. Mình thấy giờ này là mấy đứa sắp đi học về nha các bạn. Bây giờ mấy chị em mình sẽ nướng bánh tráng trước nha. Quét bơ lên nha bạn. Rồi xong, sau đó mình sẽ đập hai cái trứng vào. Tiếp theo chính là phô mai. Rồi chín để chị Thảo ơi gấp ra thôi. Rồi để cái băng vô Tiên. Dạ. Xác vô. Trời ơi, thấy chưa? Nguyên một cái bánh pizza bánh tráng ha, mà nguyên một mâm luôn nè các bạn. Đó, chứa vừa đủ luôn á nha. Dạ, bây giờ bước cuối cùng á thì mình sẽ xịt tương ớt với mayonnaise vào cái bánh pizza bánh tráng của mình này nha các bạn. Rồi mấy đứa ở đây làm đi nha, để chị đi nướng bánh tráng tiếp tục. Dạ. Rồi tới mayonnaise nè. Rồi xong. Empty hearts and neon lights.
playing with my mind. Gotta get out of here. Giòn thì tấp binh á, mà có 10.000 phần à, bán nhiêu vậy trời. Ăn thử đi mấy đứa.
Ngon ghê, giòn ngấm luôn. Công nhận chị Phương làm món gì cũng ngon vậy ha. Trời ơi, mấy mẹ ăn gì dám chứ hả? Rồi xong, hôm nay các bạn chị biết heo về nè, cho nên á mình có làm một cái pizza bánh tráng dành riêng cho chị heo nhớ bạn. Dạ, cảm ơn luôn nha. Rồi, ở đây chị Thảo với mình cũng có một phần nữa nha. Đây đây đi chị ăn thử rồi. Rồi muốn bay thử đi chị Phương, chị heo. Rồi các bạn nha. Rồi ăn luôn đi, nhịn gì nữa trời. Rồi, giòn trời ơi. Sao? Trời ơi. Dễ chị heo. Ngon không? Cái bánh tráng này là chị nướng ha. Ngon nhất đất nào. Đồng dĩa rồi nè. Dạ thôi. Dạ còn như thế nào kia chị Phương tích tiền luôn. Nè tao báo luôn. Chị Phương ơi. Yeah. Ok ok. Rồi bàn của Phương là 40 ngàn. Dạ 40 ngàn cho coi đủ không nữa. Hỏi vừa đủ không nè. Ok. Mấy đứa ơi, hôm nay chị làm món pizza bánh tráng này nè. Mấy đứa ăn thấy sao? Dạ wow. Bạn ơi, mình làm món ăn á, khách hàng mình khen ngon, mình rất là vui luôn nha. Thôi bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Nếu bạn thích video này của mình thì đăng ký, like,